Bà mèo có gương mặt Hitler hứng hở khi thấy con mình đang tập đi. Ú a, dám ăn trong giờ văn. Cốc xoài, mắm tôm ôi đồ chua. Cô mèo có gương mặt được mệnh danh là giống Hitler này vừa mới sinh được một đàn Hitler con giống y chang nó cách đây không lâu. Hôm nay mấy đứa trẻ bắt đầu biết đi nên bà mẹ trẻ này hào hứng lắm, cứ nhảy đi nhảy lại mãi. Mọi người xem con tôi này, con tôi biết đi rồi này. Ú a, dám ăn trong giờ văn. Cốc xoài, mắm tôm ôi đồ chua. Thế giờ mẹ con này là sao? Cổ nổi mừng quá nên mất kiểm soát, vỗ mấy đứa nhỏ xây sẩm mặt mày. Mấy đứa thông cảm cho mẹ nha, còn trẻ quá mà phải làm mẹ nó vậy đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.